Check this. Chào các bạn đến với Rèn Chữ Đẹp với Mimi. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chữ, đó là chữ M. Mình sẽ hướng dẫn các bạn viết chữ M và những câu thơ bắt đầu bằng chữ M. Các bạn cùng theo dõi với mình nha. Đầu tiên mình sẽ viết chữ M một lần, sau đó mình sẽ viết chậm lại để các bạn dễ theo dõi và quan sát. Mình đưa nét này cong lên, dừng lại ở đây. Xong sau đó chúng ta sẽ viết nét tiếp theo. Bắt đầu chúng ta làm tạo điểm nhấn cho cái chữ của mình. Vậy là xong chữ M. Bây giờ mình sẽ viết lại. Đối với những chữ mà các bạn viết hoa sáng tạo như thế này thì mình nên chọn cái loại bút. Ở đây thì mình sử dụng bút ngòi lá tre. Đây là bút 041 của thầy Ánh. Thì cái bút này khi mà mình viết những cái chữ sáng tạo thì nó sẽ tạo ra những cái nét rất là đẹp. Còn khi các bạn muốn viết những cái chữ bằng những cái bút khác, bút ngòi lá tre khác cũng được, nhưng mà nó sẽ không có tạo cái nét thanh đậm rõ ràng. Bây giờ mình hướng dẫn cho bạn viết tiếp. Sau đó cái nét thứ hai các bạn nó hơi sát vô với nét thứ nhất, các bạn đừng có cách xa quá. Rồi nét tiếp theo các bạn đưa lên thì nhẹ tay một chút và hơi mềm. Cái nét này thì nét này nó mới đẹp, cái chữ của mình nó mới được mềm mại và nó đẹp. Tiếp theo chúng ta viết nét cuối cùng. Vậy là xong chữ M. Rồi, chúng ta cùng viết tiếp nha. Sau đó chúng ta trang trí cái chữ. Đây, đó là chữ M. Khi các bạn viết chữ sáng tạo thì làm khi mà đi thi viết chữ đẹp hoặc là trình bày một bài thơ nào đó mà các bạn cứ những cái chữ cái đầu dòng mà bạn viết hoa sáng tạo thì sẽ tạo điểm nhấn cho cái bài viết của mình, thì dễ gây ấn tượng cho người đọc và người ta sẽ thích nhìn cái bài viết của mình hơn. Rồi bây giờ mình viết tiếp những dòng tiếp theo. Mình sẽ cố gắng viết chậm để các bạn theo dõi và dễ quan sát. Các bạn có thể tập viết theo mình để không bị quên nét chữ, mà coi như một cách rèn cho cái tay mình nó mềm mại.
Bây giờ chúng ta cùng trang trí cái chữ của mình nha. Các bạn có thể dừng lại ở đây cũng được, nhưng mà khi mình trang trí thì nó sẽ đẹp cái chữ của mình hơn. Khi mình trang trí thì chữ nó sẽ đẹp hơn rất nhiều, đúng không? Khi các bạn luyện viết chữ thì các bạn đừng nên nóng vội, mà các bạn cố gắng kiên trì một chút xíu, chứ đừng có mà cảm thấy mà luyện hoài mà chữ mình không đẹp thì bắt đầu mình nản, mình bỏ, như vậy thì sẽ không có thành công. Các bạn cố gắng chịu khó một chút xíu, cứ mỗi ngày các bạn rèn dành ra chừng 10-15 phút, các bạn cố gắng, các bạn ngồi rèn, thì cứ ngày này qua ngày nọ thì cái tay các bạn nó sẽ quen và các bạn sẽ viết đẹp thôi. Mình đã xong hai hàng viết chữ, thì bây giờ mình sẽ viết thêm ba hàng nữa, xong sau đó chúng ta sẽ viết những câu ứng dụng có cái chữ hoa sáng tạo mà mình đã viết. Khi các bạn luyện chữ thì cũng giống như các bạn đang tự tập cho mình cái tính kiên nhẫn, chăm chút tỉ mỉ. Tại vì khi mình viết, mình chăm chút tỉ mỉ thì tạo thành thói quen, thì sau này khi mình làm việc thì nó cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều. Sau đó bây giờ mình trang trí ha. Các bạn có thể mua những cây bút lá tre mà theo mình cảm thấy thì viết ổn, đó là cây 041 của thầy Ánh, hoặc là 058 cũng của thầy Ánh, những cái loại bút lá tre, hoặc là 038, 037, những cái loại bút lá tre đó thì mình cảm thấy viết rất là được. Thank you.
ngoài cây bút viết được ra thì các bạn thì cách cầm bút thì cũng là một phần quan trọng để các bạn viết được chữ đẹp. Khi các bạn cầm thì ở mỗi cây bút á, bây giờ hiện tại bây giờ thì ở mỗi cây bút, đây là cái bút mình mua lâu rồi nó không có, chứ những loại bút bây giờ mới ra thì nó sẽ có những cái chỗ cố định tay cầm ở chỗ này để các bạn cầm bút cho nó đúng và bạn viết cho nó đúng. Thì khi bạn cầm bút đúng thì bạn sẽ viết ta nó không mỏi, mà cái nét chữ các bạn đang mực ra nó sẽ theo ý muốn của mình, theo sự điều khiển của mình thì nó sẽ rất là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ viết đoạn thơ ngắn thôi. Đây là một bài thơ Việt Bắc, mình lấy ra 4 câu để mình viết, trong đó có chữ M để các bạn biết cách trình bày cũng như là viết một chữ sáng tạo trong bài viết chữ đẹp. Bây giờ mình sẽ bắt đầu viết.
Vậy là mình đã viết xong một đoạn thơ. Trong đó có mình có viết chữ M hoa sáng tạo. Bây giờ mình bắt đầu trang trí. Sau khi viết xong các bạn hãy trang trí ha. Còn khi mà mình đang viết thì các bạn khoan hay trang trí thì sợ nhiều khi mình vẽ nó sẽ bị tay mình viết, trong hình lúc mình viết nó sẽ bị lem. Hôm nay mình đã hoàn thành xong phần hướng dẫn viết chữ hoa sáng tạo chữ M.